nữ đi biển có cái mệnh riêng, một khi vượt sóng, ít ai bỏ được. Giờ đây, không ít phụ nữ ở các làng chài ven biển miền Trung và Nam Bộ đang mưu sinh bằng nghề đi biển. Họ là một nốt nhạc vui tươi, mới mẻ, góp phần cổ vũ tinh thần bám biển vươn khơi ở các làng chài hiện nay. Trên bãi cát dài chạy ven cửa sông Phú Thọ, thường có một cậu bé ngày đêm một mình đứng ngóng những con thuyền. Em tên là Phạm Ngọc Trũng, sống ở làng chài Nghĩa An. Mẹ em là Đỗ Thị Xu. Ngôi làng chài Nghĩa An này trước đây thuộc huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Bây giờ nó thuộc về thành phố Quảng Ngãi. Khi nhỏ, chúng đã không hay tham gia nô đùa bơi lội như nhiều đứa trẻ ở làng chài. Vì thương mẹ nên hễ có thời gian, em lại ra bến đợi những con tàu cập bến để nhặt cá. Lớn hơn chút, em tham gia phụ người ta đánh lưới. Nhà nghèo nên em cũng không được học nhiều. Dạ, hồi nhỏ tôi sinh ra thì hồi nhỏ thì mất cha, nên cuộc sống chỉ còn một mẹ một con thôi. Nhưng mà hồi nhỏ tôi được sinh ra với sự bô bọc của mẹ. Rồi mẹ đi làm biển để nuôi cho tôi. Nên tất cả mọi chuyện cũng đều do mẹ hết. Rồi mỗi lần mẹ vươn biển ra khơi thì mỗi lần lúc tôi cứ chiều chiều là ra trông ngóng mẹ, để trông mẹ, trông cho trời yên biển lặng, cho mẹ được yên. Đi biển trong khi đi biển là không ai là hợp tâm bố chưa bị gió bổ chìm ra rồi cô hà vậy cô biết làm xô mới chạy giờ làm xô vớt được không rồi gì mà vớt chìm ra hết mà làm gì mà vớt được vô rồi sao ở đâu có nghe chạp một tin lệ cái nghe nói là vớt được vô trong đây qua vườn phân rí đó cô à, họ áp ủ rồi đó rồi cô ro cô tham rồi trong khi cô ro tham là ảnh mới hết miệng anh nói nếp á thằng nói không được con nói thôi con mướn xe đó cô mới chở về nhà là con được hết nhà là về đi ở đó hàng xóm mà bà thấy vừa cô lồn thứ nấy
Bây giờ trở về cái hộ ông bà tên bảy cũng bớt có phía lửa cái hơi giờ xuống nó không chết nữa. Không biết gì nữa. Như là mới sinh ra thì cha mất rồi nên đôi lúc em lớn lên mà nghe nói vậy thì em cũng buồn lắm, nhưng mà nói chung buồn hoài thì nó cũng không có cách nào giải quyết được, nên em cố gắng sống để cho mẹ thương hơn chứ. Mẹ em còn có tên là Tám Xu vì mẹ là con thứ 8 trong gia đình. Bà biết đi biển từ thuở 15. Đến khi lấy cha em thì thôi đi biển một thời gian. Nhưng khi bão tố cướp đi mất ông thì bà trở lại với biển thay ông vươn khơi. Mỗi chuyến đi ngắn cũng 5-7 hôm. Hầu đi với ông già thì hầu chưa có chồng đó, rồi đây hầu 18 tuổi đó cô. Đi với ông già nhờ ông già nhờ không có cái bao cái bao mà bao bằng ta, hầu kia không có máy không có gì cô. Rồi đi với ảnh cả 18 tuổi đó cô, không biết đi với ông tập đi đó. Rồi biết bây giờ rồi ơi họ kêu đi rồi đi thôi con. Ở ngoài tuổi 50, bà Su già hơn trước tuổi. Cùng với bề ngoài dạm đen, vải ù kéo lưới là đôi lòng bàn tay chai sần, ghi dấu tích của hàng chục năm đằng đẵng mưu sinh trên biển. Vì vậy giờ đây, chúng muốn thay mẹ đi biển để mẹ em được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Hồi con còn nhỏ đó, hồi trong lúc con không biết gì á, mẹ đi biển như thế nào mà mẹ nói cho con nghe được không? Thì mẹ cũng đi biển, mà họ đi làm công, mà họ cũng ra lồn đồ kia nọ, nấu cơm, nấu nước, phục vụ của họ rồi. Cũng sao có một ba có thì chia tiền về nuôi con với lồn nha. Hồi đó, trong lúc đó mà thấy sóng gió, mẹ có sợ không mẹ? Cũng sợ chứ, cũng sợ. Cũng có, đi cái hầu chìm. Cũng chìm ra, chìm qua cửa rồi cô rồi. Rồi lại vô, họ cũng nhờ tới, họ lại họ giấu. Cũng như tàu lớn, họ vô trước đó, họ thấy chìm nó. Rồi ra họ giấu, họ bỏ thúng, họ giấu. Cái lên thúng rồi, cũng có chìm, cũng có. Cũng sáng cháy chơi bên lần ấy. Mà cũng hay qua ngày thì chơi lùm thôi. Chờ con thì cũng lùm, sau này cũng lùm tương lai sao con, kiếm vợ, kiếm con. Chờ trong hoàn cảnh này, mẹ lớn tuổi rồi, bây giờ mẹ có muốn đi biển nữa không mẹ? Giờ mẹ nói thiệt mà con mẹ thì bây giờ yếu già rồi, lồm đâu có nổi nữa. Giờ kia thì lồm xong phó thuộc yêu thì cũng đi, kể nó có không lồm gì. Mẹ cũng đi, cũng ngé ngày đó đi, cũng đôi ba ngày, ba bốn ngày vô chứ thôi, không được đi lâu. Dạ con hỏi thử mẹ thôi chứ con lớn rồi, con lồm thì để nuôi mẹ chứ không bao giờ để cho mẹ đi biển nữa. Ở làng chài Nghĩa An, cũng có một số phụ nữ theo chồng đánh dập, đi biển gần bờ, nhưng họ không phải nặng gánh mưu sinh như bà Tám Xu. Phụ nữ đi biển cũng có thế mạnh riêng. Vốn tính chăm chỉ cần cù, khéo léo, vì vậy khi ra khơi, họ thường là người mang hơi ấm gia đình lên khoang thuyền cho đội ngũ thủy thủ, thuyền viên. Qua những bữa cơm dẻo, canh ngọt, rồi cùng phụ thả lưới, móc câu, chèo ghe. Người Việt có câu, có nam, có nữ mới nên xuân. Nên những chuyến đi biển có phụ nữ tham gia, giờ đây ngày càng nhiều. Cha đi biển, mẹ vươn khơi, đến lượt con. Chúng cũng bắt đầu theo bạn đi biển từ khi 15-16 tuổi. Xuống thuyền cùng mẹ, chàng thanh niên mới hiểu hết gian nan của người phụ nữ đi biển. Sóng gió, những ngày biển động, đến sức trai tráng bẻ gãy sừng bò, nhiều khi còn lật cả người.
người phụ nữ mà cùng chồng vươn khơi bám biển thì nó cũng có rất là nhiều thuận lợi. Thứ nhất là về lo những cái mặt hậu cần, những mặt hậu cần thuốc mang, rồi có thể là dầu, những cái vật dụng để ra khơi, rồi cũng tham gia cùng chồng để đánh bắt xa bờ, rồi cũng động viên chồng trong thời gian đó, thì cũng động viên hai vợ chồng cùng động viên nhau thì để làm tốt, tại vì đi biển thì có thể là đi dài ngày, cho nên hai vợ chồng cùng có thể động viên nhau và có thể mang lại cái kết quả, có thể là đánh bắt được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thì cũng có một cái khó khăn, thì như chị biết phụ nữ mà, thì đi dài ngày thì ở nhà thì cái việc sắp xếp trong gia đình cho con cái học hành, cho ăn ở thì đôi lúc nó gặp khó khăn. Mà tuy nhiên nếu mà người phụ nữ đảm đang mà biết sắp xếp công việc thì có thể là mọi việc cũng đều tốt. Phụ nữ đi biển hầu như ai cũng bị say sóng trong những chuyến đầu tiên. Còn sóng sốc, ghe nhỏ chòng chành, chẳng mấy ai là không nôn thốc, nôn tháo, tái mét mặt mày. Những ai đã qua được đôi ba lần thì coi như có duyên, gắn bó với biển. Và cũng gần như tất cả những người đàn bà vươn khơi đều biết kéo lưới điêu luyện, nhanh và gọn, khiến nhiều chàng trai phải nể phục. Nhưng chuyện đó với những người đàn bà đi biển chưa quan trọng bằng kỷ niệm chuyến đầu tiên ra khơi. Một cảm giác thiêng liêng khó tả giữa chập trùng sóng nước. Họ thực sự hiểu hết những ngày tháng cô đơn trên biển của chồng con, của người bạn thuyền. Khi được hỏi, những người đàn bà thép ấy đã rơi lệ. Và như một định mệnh đã ra khơi một lần thì họ muốn được ra khơi mãi mãi. Khó khăn lớn nhất đối với những người phụ nữ vươn khơi là trở ngại về mặt tâm linh. Từ xa xưa, người Việt đã quan niệm chuyện đi biển chỉ dành cho đàn ông, con trai. Người xứ biển thường kiêng không cho phụ nữ lên tàu vì cho rằng như thế thì xui nhiều hơn may. Thực tế đang ngày càng có thêm nhiều người phụ nữ tham gia những chuyến biển dài ngày, thậm chí còn là những lao động trụ cột trong gia đình. Họ có một nhu cầu chính đáng, tìm việc làm để sống. Hơn nữa, muốn vươn khơi được, họ phải vượt qua thách thức từ điều đơn giản nhất là ánh mắt chờ trông của những đứa con thơ dại trên bờ, đến chuyện thiếu thốn khi sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh trên tàu thuyền. Rồi quan trọng nhất là sức khỏe. Họ phải đủ khỏe để không bị say sóng. Đôi tay luyện tập kéo những khoang lưới nặng. Đi biển quả là không dễ dàng với bất kể người phụ nữ nào. Thành phố Quảng Ngãi là hiện nay có 5 cái xã mà ở vùng biển, và phụ nữ ở nam giới thì trong cái sự phân công của xã hội và không phân công gia đình á, hầu hết người phụ nữ là thực hiện cái công tác dịch vụ hậu cần chính cho những tàu thuyền mà gia đình mình, chồng mình là làm chủ tàu, hoặc là những người tham gia với chủ tàu đi hoạt động tri biển. Thì trong đó cũng có một số chị em thì thứ nhất là trong quá trình thực hiện nghề trên biển thì có nhiều chị em là không còn chồng, hoặc là điều kiện chồng là bị đau ốm, thì chị em cũng xác định được cái nội dung đó thì chị em cũng vươn khơi như nam giới. Cũng có rất nhiều chị em thực hiện như nam giới, nhưng cái vai trò trách nhiệm của chị em nam giới thì so với nam giới thì nó cũng hạn chế hơn. Nhưng mà cái tinh thần quyết tâm và cuộc mưu sinh của chị em phụ nữ ở đây thì người ta cũng thực hiện lái tàu, rồi thực hiện cái việc chỉ đạo, cái việc hoạt động trên biển như là những cái ngư trường mà cũng xa bờ, trong bờ và ngư trường xa bờ cũng có nhiều em thực hiện. Như chúng ta đã thấy là hiệu quả về kinh tế là chị em cũng góp phần đóng góp vào cái việc thành công trong cuộc sống gia đình, cũng như góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.
nằm ở khu vực thiên tai khốc liệt, Việt Nam đang có những làng chài chịu nhiều tổn thất nặng nề do hậu quả của bão tố. Có những cơn bão đã nhấn chìm nhiều tàu thuyền, cướp đi sinh mạng của hàng chục, hàng trăm người đàn ông. Điều đó cũng đồng nghĩa với hàng nghìn mảnh đời của người phụ nữ, của những đứa trẻ ở các làng chài phải bươn chài, hướng ra biển để mưu sinh, để tồn tại. Chẳng hạn như làng chài xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hay làng chài huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Một vài làng chài ở tỉnh Cà Mau đã thiệt hại nặng nề trong cơn bão tràn trù. Được vươn khơi, đối với nhiều người phụ nữ trở thành niềm hạnh phúc. Họ mong có thể kiếm sống, gánh vác gia đình. Phụ nữ vươn khơi cho đến bây giờ dù đã đông lên nhưng vẫn là thiểu số so với nam giới. Hơn bao giờ hết, họ mong đợi sự quan tâm, tạo điều kiện của xã hội, bởi họ thiệt thòi vì khi bám biển, sống lênh đênh trên sóng nước là họ ít tham gia, thậm chí là không tham gia các hoạt động của các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân. Còn để bước chân vào những nghiệp đoàn nghề cá thì hầu hết phụ nữ lại chưa đủ mạnh mẽ. Không tham gia các tổ chức đoàn thể có nghĩa họ khó có thể tiếp cận những chính sách hỗ trợ ngư dân, hỗ trợ phụ nữ của nhà nước. Cái mạnh khi phụ nữ cùng đàn ông chinh phục biển khơi là người phụ nữ có đức tính kiên trì, ít nản lòng. Nên những chuyến lỗ, họ có thể động viên bạn tàu gắng gỏi, tin vào biển cả không phụ lòng. Làm ngư dân, ai cũng có lúc tưởng mình bỏ mạng khi gặp sóng to gió lớn. Nhiều đêm trắng tay, đời ngư phủ cơ cực, nhưng bù lại cũng có những khi chúng lớn, xây được căn nhà, con cái được ăn học, cũng nhờ biển cả. Biển là lẽ sống, đó là câu nói của ngư dân Việt hiện nay. Bởi thế mà ngay cả những người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm cũng ra khơi, mặc cho sóng biển cuồn cuộn. Ở làng chài Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nằm ngay cạnh khu kinh tế Dung Quất, là một ngôi làng có rất nhiều người phụ nữ nổi tiếng, kiên cường, bám biển hàng chục năm qua. Bà Huỳnh Thị Thành là người phụ nữ đầu tiên phải kể đến vì bà giỏi đi biển, khiến đám trai trắng còn nể phục. Làng chài Sơn Trà đã có từ rất lâu đời, nhưng người dân ở đây lại nói rằng bà Thành là người phụ nữ đầu tiên của làng ra khơi. Sáng nào cũng vậy, từ 3 giờ sáng, bà Huỳnh Thị Thành đã tất tả chuẩn bị hành lý, gồm khăn, nước uống, lên ghe nhỏ, dồ máy phóng ra biển. Ở cái tuổi 59, bà không còn mạnh mẽ như mấy chục năm về trước, nhưng đường trèo thì dày dạn kinh nghiệm. Từng đường lưới vẫn thành thạo, chắc chắn. Hơn 40 năm qua, bà Thành nổi tiếng là người phụ nữ đầu tiên trong làng bám biển. Theo chân bà, hàng chục chị em bỏ bờ vươn khơi. Làng Sơn Trà thành làng ngư nữ nước tiếng, nơi cửa biển xa cần. Năm mới 15 tuổi, bà xin cha là ông Huỳnh Thế, cùng 4 người đàn ông trong làng ra ghe chơi. Mọi người ngạc nhiên, nhưng cha bà gật đầu xem thử. Không ngờ, bà chinh phục cánh ngư phủ lão luyện bởi khả năng chịu sóng, kéo lưới nhanh nhẹn
thành thạo ngay chuyến đi biển đầu tiên. Ngỡ là theo vài chuyến cho vui, ai ngờ nghiệp biển gắn kết với bà từ đó. Nhiều lúc, bà Thành thay cha quay máy, điều hành cả ghe lớn, thả kéo lưới, lặn mười mấy sải nước. 3 năm sau đó, thì ba bà cho bà lên lái thử. Xưa này, ai dám cho đàn bà phụ nữ lên cabin cầm lái? Cánh đàn ông coi là tối kỵ, sợ không dám đi. Nhưng cha bà vẫn kiên trì thuyết phục bạn tàu, vì bà cũng muốn thử sức mình. Cứ thế, mỗi ngày ông lại truyền kinh nghiệm nghề biển cho bà. Sau đó, bà Thành lên chức tài công, là người lái ghe, là thuyền trưởng. Làng chài cả trăm chiếc ghe thuyền, nhưng chỉ ghe Huỳnh Thế có nữ thuyền trưởng. Bà thuộc từng luồng lạch, nhìn trời biết đoán hướng gió, biết đoán thời tiết. Nhìn mặt biển, bà dự được cả luồng cá có thể đang di chuyển theo hướng nào. Trai tráng trong làng nức tiếng khen nữ tài công thạo nghề, giàu kinh nghiệm. Đi không lắm cho mình đi biển hầu giờ mà kêu neo mà tắt nước nó mừng lắm, cô làm riêng lắm. Con gà là kêu neo tắt nước mà mấy chỗ đi không lắm. Đi cái đó thì mọc hơi giờ phía đi xuống thằng gà. Vì trời họ xuống có đi, quay máy đấy quá. Chắc cũng 90 năm rồi đó, tôi nghĩ. Nghĩ có lưu liệt ở đây, rồi giờ mấy hôm nay đi lưu gà đây. Làm đủ thứ con ơi, không có thứ mà sốt, còn chút lùm cất là chưa lượm thêm chứ không thấy mà sốt ấy. Nói gì đâu, mình không có chồng mình lo mình ăn, nó thương hay lắm chứ, nó kêu ông bóng thanh chứ nó kêu bà bóng thanh ấy. Thằng ông đi được rồi, cô được nã ông ở nhà mà cô đi với. Cô đi cho tại vì nó có ghẹ, lừa nó có mà nó êm thì không có, nên cô phải đi. Thấy bà Thành đi biển, chị em làng chài dân trà dục dịch xin theo. Chị gái ruột của bà Thành cũng quyết tâm xuống bám thuyền như em gái. Bà nhiệt tình truyền vẽ cách chống say, lái ghe, thả lưới, dò luồng lạch cá. Tuy vậy, nhiều chị em vẫn say sóng bí tỉ, còn bà thì tỉnh bưng. Chị em làng chài này có được truyền thống nghề biển như hôm nay, công lớn nhờ bà cổ vũ tinh thần. Đối với nữ ngư, tinh thần bám biển mạnh mẽ như con sóng không ngồi vỗ bờ. Trên địa bàn xã, có hàng chục phụ nữ đi biển, chồng lái thuyền, vợ kéo lưới. Họ miệt mài bên con sóng để mưu sinh. Ngoài khơi xa gió dữ dội, các chị vẫn đứng vững trên mạn thuyền, vẫn ngày ngày bám biển. Gần đây, con thuyền lớn bà thường đi bị hư hỏng nặng. Vậy là bà chuyển qua đi thúng đánh ghẻ cách bờ vài hải lý. Cứ 3 giờ chiều hàng ngày, bà đi thả lưới đến khi nhọ mặt người mới về nhà. Để 3 giờ đêm, lại lặng lẽ trèo thúng ra, gỡ lưới, bắt ghẻ kịp vào buổi chợ sáng mai. Từng chú ghẻ tươi phải nịt càng mang lại cho bà nụ cười trở lại. Bình thường mỗi ngày, bà đánh bắt gần chục tiếng trên biển, làm giết nó quen. Những hôm thuận lợi được vài 300.000 một chuyến, nhưng nhiều lúc trắng tay. Chuyện khó nhất với phụ nữ đi biển là chuyện tắm giặt, vệ sinh. Và nỗi sợ với họ là những ngày của chị em, nhiều người không để ý đến. Già gặp sóng là người mệt lả như con cá mất nước. Bà Thành thì không thể bỏ biển, bà chưa có ý định nghỉ đi biển. Già rồi, bà không dám ra xa thì đánh bắt, đánh lui vào ven bờ. Ngang dọc vùng biển này, chẳng chỗ nào mà bà chưa từng đặt chân tới. Có chứ, không có bệnh thì phải nhờ nghỉ 3 bữa ở đây chứ. Đúng đi luôn, nghỉ 3 bữa hết có bệnh thì đi. Hoặc hồi nó lỡ ra nó trừ nó trục á thì cũng ra biển cũng chịu. Hồi mà lấy mắt tăng mình trùm vậy này, hồi cũng ghét đó. Không biết á, lấy mắt tăng trùm lại luôn, phải lo chứ không sao. Mà không biết qua hết.
còn quánh lưới vẫn được vậy, không được có được đầy ghe luôn, nhầm thôi. Cuộc đời bà quả thật kiên cường, một mình nuôi 4 đứa con nên người, dựng vợ gả chồng cho chúng. Sắp xỉ lục tuần, vẫn ngày đêm lặn lội nơi cửa bể để nuôi cậu con trai tật nguyền do chất độc da cam. Phần vì tuổi cao, nhưng phần khác cũng vì hoàn cảnh gia đình giờ đây khá neo người. Các con trưởng thành đi ở riêng, chỉ còn lại mình bà và cậu con trai tật nguyền. Vì vậy, bà không có thể để chàng trai nhỏ ở nhà một mình, mà lênh đênh trên biển hàng tuần trời. Không phải vì thế mà tình yêu với đại dương của bà vợi đi, và nó gửi gắm vào từng đường kim mỗi chỉ. Cứ bỏ thúng lên bờ là bà lại luôn tay dệt lưới, sửa chữa ngư cụ. Cậu con trai tật nguyền vì thương mẹ vất vả đã mấy lần nghĩ dại quyên sinh. Từ đó, bà không dám rời con ngày nào nữa. Ngày ngày, bà vẫn lên bờ cơm nước trò chuyện với con cho khuây khỏa, tranh thủ giữa các giấc ngủ. Bữa cơm nhỏ ấy là những cuộc ra đi vội vã, ngụp lặn giữa con sóng mưu sinh. Hồi đầu năm, bà bị lật thúng. May mà có kinh nghiệm nên bà bám thúng, chờ con cháu trong bờ chạy ra vớt. Có chứ, bỏ thằng nhỏ bệnh mình cũng lo chứ. Vậy đi cũng lo léo lắm chứ, không lo đâu. Mình cháu nó nhòi bên đó mình đi, cũng đám cửa là mình đi. Vì cũng không có thì đâu, mẹ gió con coi cũng đủ lòng đủ em coi cho không dư dữ gì. Cũng không có thứ gì cho mừng, cũng nhờ lo lo cho nó. Nó bị cua là bồi mà cháy thì mà cháu con cháy bứ. Thằng nhỏ đó, như vậy. Bồi mà cháy, cô cháu con cháy bứ, mà không cháy mà cháu cháy, cho phải ăn cho ai ăn đi. Hình ảnh những nữ ngư như bà Thành đã góp phần cổ vũ đám trai trong làng vươn ra bể lớn để phát triển kinh tế và bảo vệ ngư trường truyền thống. Đàn bà còn xung phong ra biển được, huống hồ là trai tráng, nam nhi. Làng ngư nữ giờ đây có thêm một luồng sinh khí mới. Đám trai tráng ra biển như được động viên, vì chị em trong bờ, dẫu làm công tác hậu cần nghề cá, thì họ vẫn hiểu được cuộc sống trên biển của những người đàn ông qua những câu chuyện của những người phụ nữ như bà Thành chia sẻ với họ. Càng hiểu, họ càng thương, càng cảm thông và trân trọng từng con cá đánh bắt ngoài khơi xa đưa vào. Hình ảnh những người phụ nữ đạp sóng vươn khơi là một nét mới trong việc chinh phục biển xanh bao la của người Việt, góp phần cổ vũ phong trào bám biển vươn khơi, bảo vệ ngư trường truyền thống và lãnh hải của Tổ quốc. Đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cho các tổ chức đoàn thể ở những vùng ven biển cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa để động viên những nữ ngư. Họ thực sự là những người phụ nữ kiên cường, tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ mới hôm nay.